thế thôi. Ngộ à, cái khu này nó rất là đông dân cư chứ không phải là ít đâu, nhưng mà người ta không có làm ăn buôn bán luôn. Đó chính là. Mời cô bác anh chị đi tiếp. Wow, giờ mưa bắt đầu lớn. Bây giờ mới thật sự là nghe tiếng mưa rơi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2023. Em đang chạy ở trên con đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè hướng đi về quận 7 thưa cô bác anh chị. Trời đổ cơn mưa. Lâu lắm rồi em chưa có dạo mưa mưa như thế này. Mặc dù cũng không biết là mưa to hay mưa nhỏ, nhưng mà thôi, mời cô bác anh chị đi dạo phố với em. Phố ở đây thì nó xa xôi, nó ngoại thành lắm nha, không có phải là phố ở trung tâm Sài Gòn. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui, bình an và luôn luôn nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Thời buổi ngày hôm nay thì sức khỏe rất là quan trọng thưa cô bác anh chị. Mấy hôm trước dạo phố ở bệnh viện thấy bây giờ nó rất là nhiều cái căn bệnh, rất là nhiều cái khó khăn, bủa vây, bệnh tật ốm đau thời buổi khó khăn nữa. Đi viện bây giờ tiền không, cho nên là thôi cứ chúc cô bác anh chị thật là nhiều sức khỏe nha. Con đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè này thì sau lưng đi về khu công nghiệp Hiệp Phước, phía trước thì đi về Phú Mỹ Hưng. Mà các bác anh chị thấy là đường này thì cũng vắng vẻ lắm, không có quá đông đúc nhộn nhịp, bởi vì chỉ có một bên là có nhà thôi, mấy cái khu biệt thự rồi nhà cửa ở đây nó cũng rất là điều hưu do cái nền kinh tế nó khó khăn đó thưa các bác anh chị. Đó. VinFast đó, chiếc xe màu trắng mới chạy qua đó các bác anh chị, đó, mới niêm sức, mới niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ đó. Giá rất là cao, 30 mấy đô thì phải. Rồi em mời các bác anh chị đi hướng về Phú Mỹ Hưng nha. Có gì quay đó một chút cái cảnh vật ở khu vực ngoại ô Sài Gòn. Bây giờ là 1:30 phút, bên phải em là khu biệt thự The Dragon. Dragon đó. Đờ nữa. Biệt thự ở đây thì chỉ có cái mặt trong thôi, mặt ngoài này là những cái nhà liền kề người ta cho thuê để làm ăn kinh doanh buôn bán. Nhiều cái công ty thiết kế nội thất rồi bất động sản rồi ngân hàng người ta thuê mướn ở đây để người ta kinh doanh, nhưng mà bây giờ em thấy nó điều hưu không có bác anh chị. Thậm chí là rất là nhiều nhà cho thuê ở đây nữa. Sài Gòn mình hôm qua cũng có một trận mưa cũng rất là to ở khu vực trung tâm luôn hay là cả Sài Gòn. Hôm qua thì em bận công chuyện không có đi quay mưa được, chứ thấy cơn mưa cũng ghiền lắm, thì nhưng chân nó ngứa. Ở đây là một loạt những cái dãy biệt thự nhà phố rất là điều hưu nè cô bác anh chị, không có ai thuê mướn hết nè. Dọc dọc ở đây nè. Mưa lâm râm như vậy. Đó,
loạt những cái biệt thự ở đây ha. Bên trong khu biệt thự trồ quá trời nhà cho thuê luôn. Ghê thiệt, bên trong đó có bảo vệ cho nên em không vào được, chứ vào được thì cũng mời cô bác anh chị cập nhật cho vui. Khu biệt thự Galleria Nam Sài Gòn. Có chiếc container nó ở đây thấy ghê. Nó quẹo đầu ở đây làm hết hồn của anh chị. Hôm trước em đi cái bên kia của bác anh chị, ngược lại của con đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè này, bên kia người ta xây chung cư rồi đang rất là nhiều luôn. Bên đây thì xây cũng gần hết rồi đó. Phía trước của bác anh chị thấy không, rất là nhiều cái chung cư cao cao kìa. Ở đây có cái vườn thư giãn lối vào 50m. Cái bãi phế liệu này nè. Đó, vườn thư giãn đây nè. Không biết là thư giãn ở đây là kiểu gì? Ăn các cái món ăn dân dã hay là câu cá? Hay là có massage đồ ở trong không? Thấy chiều mưa thấy buồn thiêu rồi cô bác anh chị ha. Ở đây là chung cư Dragon Hill. Sài Gòn mình thì dạo này đang phát triển về cái phía này rất là nhiều, phía Nhà Bè nè, phía nam của Sài Gòn. Đó, mưa lớn, mời cô bác anh chị ngắm mưa vậy. Tiếng mưa rơi lợp đợp trên những cái hàng cây như thế này, trên những con đường. Tiếng mưa rơi lợp đợp trên cái áo mưa của em, hay là trên cái nón bảo hiểm đây. Trời nhìn cũng không có quá nhiều mây á, nhưng mà tự nhiên cũng đổ cơn mưa. So với những cái ngày trước á, thì mây như thế này không có bao nhiêu cả. Cơn mưa chiều nay, cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, một loạt những cái shop house bây giờ đã một loạt cái shop house ở đây bây giờ không hiểu sao nó hot rồi. Đó, những cái dãy chung cư với những cái shop house phía dưới này, viết ở đây có là đi vô bãi giữ xe đó. Mấy cái nhà ở đây
không còn thấy kinh doanh buôn bán gì nhiều nữa, chấm trơn cả rồi. Nội khu đây có mấy anh chị này, nó chịu mưa. Chỗ này kia, chỗ phía sau người ta cho xe vào. Chung cư ở ngoài này nhìn nó tàn tạ quá thưa cô bác anh chị. Đó. Gặp đi buổi chiều mưa nữa. Trống trơn, trống quắt hết, không có ai làm ăn buôn bán gì hết. Những con phố rất là vắng vẻ. Ở trên này là cái khu của chung cư ha, mình chạy một chút được có mấy anh gì. Hầm giữ xe nè. Đó, đâu có buôn bán làm ăn gì đâu. Nhà thuốc. Đây một cái cửa hàng Winmart. Giờ cũng dẹp luôn rồi, không có còn bán nữa. Trời đất ơi. Này, này của bạn chị thấy. Bất động sản ha. Mấy cái công ty bất động sản. À, nhìn rất là te tua, trời mưa nữa. Ồ, hết mưa rồi. The Park Residence. Thế đấy. Với cái tình hình kinh tế ngày hôm nay thì còn kéo dài những cái cảnh như thế này. Đây là khu công ty địa ốc Phú Long, bên phải của em, khu công ty địa ốc Phú Long. Hình như là họ là đầu tư nguyên cái dãy Dragon rồi này, biệt thự rồi nhà phố ở đây luôn á. Bắt đầu qua bên này là mấy cái khu chung cư này là của Hoàng Anh Gia Lai. Hết mưa rồi, thưa cô bác anh chị, mật ong rừng nguyên chất. Đó. Có dán luôn cái bảng to đùng. Ồ. Đây là đường đi vào chung cư ha. Nhưng mà khu này là khu khẩn cấp. Đó, còn cái khu này nhìn trời mưa vô nữa nhìn thấy nó ghê luôn quá trời. Khu này cũng rất là đông cư dân ở nhưng mà thấy điều hiu quá thưa cô bác anh chị. Thôi sàn gỗ nhà bè. À. Dọn dẹp. Chung cư ở chỗ này thì rẻ, chắc là tại vì do cái khu Hoàng Anh này nó cũng cũ quá trời á.
cho nên giá ở khu này rẻ. Rẻ ở đây em ví dụ như là một căn to to, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh tầm 70-72 mét vuông, hình như là nó có 2 tỷ mấy rồi các anh chị. Đây có mấy cái quán cà phê ngoài hành lang hay quá ha. Đó, người ta trồng cây mà che chắn đơn giản thôi. Trời ơi, đó, có mấy anh chị thấy không? Ghê luôn. Rất là điều hiu luôn. Một loạt. Dưới này người ta cũng không có làm ăn gì được. Ngộ à, cái khu này nó rất là đông dân cư chứ không phải là ít đâu, nhưng mà người ta không có làm ăn buôn bán luôn. Đó chính là cái điều lý giải cho vì sao ngày hôm nay nhiều nhà cho thuê vậy. Tại vì bây giờ người dân người ta cạn tiền rồi, kẹt tiền rồi, mà cái gì cũng tăng đó. Cho nên là bây giờ người ta thắt lưng buộc bụng đó các anh chị. Mấy cái xa xỉ một chút, mấy cái ăn uống này kia người ta cắt xén lại một loạt những cái shop house dưới này, bán cho thuê, bán cho thuê. U là trời, à, bất động sản đó, mấy cái công ty bất động sản cho thuê căn hộ đồ này kia kia nọ không, lại dẹp tiệm hết. Khủng khiếp thiệt. Thiệt, nhìn mấy cái cảnh này thấy cũng buồn thiêu. Đó. Bán và cho thuê một đống kia kìa. Bò nướng kiểu Hàn Quốc gì tùm lum hết. Bên phải em ở đây là đi vào cái khu dân cư. Ồ, mưa cũng lớn nè các anh chị. À, lòng vòng qua đây nè, không? Ừ, bên mặt này cũng không ai làm ăn buôn bán gì. Đó, điều hiu phố phường luôn. Ở đây là coi như là cũng hết đường rồi đó, nhưng mà cũng không ai làm ăn buôn bán gì. Đây là cái mấy cái chỗ đi lên chung cư này. Đó, hầu hết là người ta bán và cho thuê, bán và cho thuê cả đống của các anh chị. Đây cuối đường rồi, bên này là cái khu biệt thự, người ta không có cho vào nha. Em quẹo ra. Mưa chập chìa, chập chờn, mưa dập dìu, mắc cười lắm. Tí mưa to, tí mưa nhỏ. Mời cô bác anh chị đi tiếp. Wow, giờ mưa bắt đầu lớn. Bây giờ mới thật sự là nghe tiếng mưa rơi. Mưa rơi rơi trên đường. Mưa rơi suốt căn trường. Dọc đây là ngân hàng à, ngân hàng nắm vị trí chủ chốt. Ngân hàng thì nói chung cũng về cơ bản là giàu. Ở đây là tới cái vùng Binh đó cô bác anh chị em. Nếu mà chúng ta đi thẳng thì qua Nguyễn Văn Linh quận 7, còn nếu quẹo trái thì về Lê Văn Lương Nhà Bè.
mưa có chút xíu rồi, xong rồi hết. Ở đây em sẽ quẹo phải nha, mời cô bác anh chị đi vào bên trong cái khu ngay cầu Rạch Đĩa này một chút xíu nữa. Cũng lâu rồi em chưa có ghé về. Đó, bên trái em là mấy cái nhà mà đang bỏ hoang á. Bây giờ được Novaland mua lại, nhưng mà Novaland mua lại rồi cũng đắp chiếu trùm mền và phơi nắng, phơi sương, phơi gió, phơi mưa. Đây, cụm chung cư này là cái khu dân cư mới và đông dân cư lắm cô bác anh chị. Nó đông lắm á. Mấy tòa nhà của Novaland cũng xây chưa xong này, còn bên trong thì cũng đã ở rất là nhiều rồi. Mấy cái lô ngoài này là chưa xong. Bên trong thì ở cũng nhiều. Mời cô bác anh chị đi dạo phố ha. Trời cứ mưa mưa, bay bay. À, to rồi nhỏ, to rồi nhỏ. Người ta bán đồ ăn vặt. Em quẹo ở đâu được nhỉ? Ở đây trước đi ha. Quẹo ở đây. Ở đây là cái vị trí bên trái là cái khu chung cư. Chung cư Sài Gòn Sao. Sài Gòn Sao. Đó, chung cư Sài Gòn Sao đây, dân ở rất là đông rồi, có bảo vệ lối ra lối vào là đều chắn lại hết. Xe đậu ở dưới ngoài đường như thế này nhiều cũng có anh chị, mấy khu chung cư ở Sài Gòn mình là xe đậu như thế thôi. Đó, em chạy một vòng nha. Bên phải của em là mấy cái khu biệt thự mà mình chạy trên đường huyện Hội Thọ mình thấy của bác anh chị đó. Còn cái tòa nhà chung cư cao cao phía trước mặt của bác anh chị đang thấy đó chính là khu của Hoàng Anh Gia Lai mà lúc nãy mình đi đó. Ở đây là mình sẽ đi một vòng xung quanh cái khu chung cư nha. Đó, là mấy cái con kênh nhỏ nhỏ, đất trống tùm lum hết trơn á, người ta chưa có làm. Ở đây là thuộc xã Phước Kiện, huyện Nhà Bè các anh chị. Ở bên phải của em nó cũng là một cái khu đất trống này. Đó, là đang rào tôn đồ lại đó. Chiều mưa mời các anh chị dạo phố một chút ngắm cảnh. Trời mưa nhìn nó điều hiu. Điều hiu thế ấn. Lại thêm bán nhà, bán đất đồ này nọ nữa. Đó, bán nhà, bán đất. Giờ dán tùm lum. Dán lâu lắm luôn rồi cô bác anh chị. Cái lần sóng này cũng cả năm nay chứ đâu ít. Bên phải em là trường học, trường quốc tế. Shop house này, chu cha cả đống luôn.
hai ba cái, bốn năm cái liền kề nhau. Thế thôi. Tiếp tục mưa thưa cô bác anh chị. Đó, bên này là tiếp tục là của Novaland, cái khu bên trái của em này, à, nhiều khu chung cư quá cô bác anh chị thấy không? Mấy cái khu này là rất là thấp ha, ở bên cầu Rạch Đĩa đó, rồi nó trụng xuống, bắt đầu người ta bồi đắp lên, người ta xây chung cư bán. Mấy cái khu này là mấy cái khu thoát nước mà bây giờ toàn là nhà không luôn. Rồi em đi ra lại con đường lớn, chạy một xíu ở đây để cô bác anh chị thấy cái cuộc sống và cái sự phát triển ngày hôm nay của cái khu vực Nhà Bè. Công trường không có công nhân. Đó, những cái công trường thì vắng bóng công nhân, những cái shop house thì hầu như là không có người thuê. Đó, mấy cô bán ở đây mà nếu mà công nhân đông thì cũng ngon lắm nè. Bây giờ công nhân vắng thì nhiều khi cũng ế ẩm lắm. Đây, có chiếc xe ca này hư rồi ha. Samco. Đi thẳng thì chúng ta về hướng Lê Văn Lương Nhà Bè, em sẽ quẹo bên mé tay phải nha, chạy về hướng quận 7 đây. Đó, chục cừ một rừng luôn. Cái rừng chung cư này là nó tương đương với cái thời gian của cái chung cư, của cái tòa nhà AFC One Sài Gòn ngay cầu Khánh Hội của mấy anh chị. Này cũng 14, 15 năm, 16 năm gì rồi đó. Ở đây thì em chạy qua cầu Rạch Đĩa đi lên khu vực của quận 7 ha. Nhà cho thuê thành cái nơi mấy anh nghỉ ngơi, mấy cô cũng nghỉ ngơi. Nhà cũng cho thuê này có mấy anh chị, không có cái thông tin công ty rồi gì là đóng cửa hết rồi đó. Hai ba căn ở đây luôn, hai căn liền kề nhau đó. Khu biệt thự Kim Long. U chu cha, ngày hôm nay thì từ nội thành tới ngoại thành, đây cái biệt thự của ai mà to nhá. Chắc của sếp nào đó, em thấy Tết có người tới trang trí, có bộ hoành tráng lắm. Trong này người ta có trồng cây đu đủ này, chanh này. Đó. Trời đu đủ trái quá trời luôn.
chuối nè, đó. Cầu Rạch Đĩa đây cô bác anh chị, nối quận 7 với Nhà Bè, bên kia là Nguyễn Văn Linh. Hạt mưa rơi mãi, tiếng mưa bên thềm, nghe ai chiều phong vắng, phong bay về vương trên tóc mình. Trời lắng nghe tiếc nuối, tóc nhau chợt xé mưa buồn, đêm đau còn đầy kín, nhưng cứ đang lòng tao vẫn nhớ mày. Sau cơn mưa thường thường đường xá xe cộ chạy rất là lộn xộn. Không biết là mưa nhỏ như thế này thì sao. Ở cái Nguyễn Văn Linh này có cái hầm chui thưa cô bác anh chị. Cái hầm chui xây cũng lâu rồi á, tệ hạn tùm lum, đường xá chỗ này nó xấu lắm. Xấu rồi vạch kẻ đường, rồi bạn chị dẫn nó lộn xộn tùm lum, nay rào chỗ này, mai rào chỗ kia. Rồi bắt đầu tài xế chỗ này là ăn biên bản với ăn tiền quá trời luôn nha. Bị mất tiền, bị phạt tiền đó cô bác anh chị. Cô bác anh chị đi qua ngã tư đường Nguyễn Văn Linh với đường Nguyễn Hữu Thọ ngay vị trí này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hết sức cẩn thận nha, kể cả xe máy. Chúng ta có thể bị phạt rất là nhiều, khi nó rất là oan ức á. Tại vì nhiều khi cái biện chị dẫn đường xá rồi lén này kia nó tùm lum nhá, nó khuất nó tùm lum của anh chị, mà đi từ xa chúng ta không có thấy đâu nha, chạy tới gần thì nó đã muộn màng rồi, ơi muộn màng. Thành ra là cô bác anh chị cẩn thận ở ngay cái vị trí này. Đã. Bên phải thì về Phú Mỹ Hưng, bên trái thì lên Bình Điền. Và xe cổ ở đây có một vấn đề nữa là rất lộn xộn ha. Xe công, xe ben nữa đi chung với xe máy. Rồi xe máy thì người ta quẹo trái quẹo phải, xe công, xe ben thì cũng quẹo trái quẹo phải tùm lum hết trơn á. Cho nên cô bác anh chị phải hết sức cẩn thận ở ngay cái vị trí này. Ở bên này là Lê Văn Lương, quận 7 của anh chị và Nguyễn Hữu Thọ luôn nha. Và chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip ở đây. Một buổi chiều trời mưa lâm râm âm u, nhưng mà hôm qua với hôm nay có cơn mưa nó cũng mát bớt thôi các anh chị, không còn nóng như mấy ngày trước nữa. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút dạo phố nhiều niềm vui, sức khỏe và thật bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Đi thẳng cái này thì chúng ta qua cầu Canh Tẻ đi về quận 4. Còn bên phải là đường Lê Văn Lương, chúng ta đi về Trần Xuân Soạn, quận 7. Và em tạm dừng các clip ở đây. Bye bye.